Vâng, em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn xin chào cô chú anh chị nhé. Nay buổi sáng cũng 2-3 ngày thôi em không làm được cái video nào. Nay quay video xem trên vườn có cái gì để tiếp tục bán, chia sẻ với cô chú anh chị. Vườn có gì mình lại bán đấy cô chú anh chị nhá. Vườn có gì cô chú anh chị mua cái đó nhá. Đây là 5 cây trắng Phú Thọ. Đây là những cây 5 cây trắng Phú Thọ ở vườn em. Đây là những cây HO này, cây HO này. Nói chung là yên thủy, hồng yên thủy ạ. Hồng yên thủy. Kia một cây nữa. Đây là những cây 5 cây trắng Phú Thọ đi ngọn. Cây này em đã nhận hết kia ở trên thân đây rồi. Nhận hết kia rồi. Đây cây mỹ nhân. Cây mỹ nhân này là đặt kia rồi và bây giờ sẽ giao được rồi. Đây là HO này. Đây là cây 5 cây trắng đại tướng thì đang nở tuét tuét hoa. Hoa không trượt mắt nào, đại tướng rất là say hoa nha. Rồi, ok, hôm nay xem mà vườn có cái gì để bán nó này. Bông trắng Hà Đông này hôm nay nó cũng nở rồi. Đây là trắng quân Hà Đông nhá. Đó, mọi người nhìn hoa tại vườn này. Bông rất là bay và rất là đẹp. Đúng không ạ? Cái bay. Rồi, em nhớ cái xe ra cho anh em ngắm. Ở trong kia em còn một giò to nữa kìa. Con cuối giản nhỉ. Góc cuối giản gần cái quạt kìa. Còn giò rất là to. Đây. Đây là trắng quân Hà Đông mọi người nhá. Rồi, ok. Đây em xem nào. Nó có cái kia trên thân này. Thì cái này nó còn một cái mắt ở bên này nữa đang lên này. Đó, nó còn mắt bên này nữa đang lên này. Rồi cái này em sẽ để cho cô chú anh chị cắt. Cắt lên đây luôn nhá. Mang cả hoa về ngắm luôn. Thì cái này sẽ là 1.400.000. Vì nó còn một cái mắt đây nữa. Mắt này nó ra rễ nhưng mà nó tòi cái hoa ở đầu ngọn này. Nhưng chắc chắn là sẽ mọc mầm gốc à. Một cuống hoa này và đây bên này nó còn một cái kia nữa này. Đó. Thì cái này em sẽ cắt đến đây cho cô chú anh chị này. Cắt đến đây luôn. Đó. Là 1.400.000 cái kia này. Đang có hoa trên thân. Tuyệt vời, được hoa ngắm luôn. Đây bông này. Rất là đẹp luôn. Bông trắng khuôn Hà Đông nhá. Bông cực kỳ phê đúng không? Rất là đẹp. Đó. Rất phê. Ôi bông đẹp quá. Nở mình, nở vườn mình bông đạt thế nhỉ. Thật kinh khủng. Vườn thì mình nó nở, vườn em nó nở bông vẫn là đạt của chú anh chị ạ. Bông rất là đẹp luôn. Đó, đây là cái kia này là 1.400.000. Còn ở bên này em vẫn còn một ít nữa này. Đây còn một ít nữa này. Cái dây này là không phải nha, dây này cất nó ra đây. Rồi. Ở đây thì như cái kia này, một kia và một mắt ngủ này, vẫn còn một kia và một mắt ngủ này, vẫn còn một mắt ngủ nha. Thì kia này em sẽ bán với giá là 900.000, 900.000 này, đơn số 2 này, đơn số 2 này 900.000 này. Rồi đơn số 3 này, cái này một kia và một mắt thức rồi, đây mắt lên hẳn rồi. Đó, cái này 1.100.000. Em xé ra xong đặt ra ngoài luôn. Đó, 1.100.000 đơn số 3. Số 2 này. Số 3 này. Đó, số 4 này. Số 4 hai cái kia này, hai kia lên dễ rất là khỏe, nó nhỏ nhỏ. 1.200.000 nữa luôn. Thế là tính ra là có 600.000 cái thôi đấy. Nó hơi nhỏ. Cái này thì nó cũng một kỳ này. Một kỳ khỏe này. Rất là nhiều rễ này, một kỳ hơi nhỏ nhỏ. Cứ đặt ra đây. Thì cái này em sẽ bán với giá là 900.000. Đó, 900.000. 900.000. Đấy, đơn số 5. Rồi, đây một cái nữa này. Một cái này khá là to. Bên này còn mắt ngủ nữa, khá là khỏe luôn. Thì, cái này em bán cũng 900. Đơn số 6. 900. Có khi là cứ cân giá vui vui thôi. Đó. Còn đây còn mấy cái mắt ngủ để lại đây, nó lên kia rồi bán tiếp cô chú anh chị nha. Đó, lên giá lên rồi bán tiếp. Đấy là trắng Hà Đông. Rồi, sang cái dàn hàng thân thủ, hàng thường này để xem có gì sưu tầm không. Đó, để xem có gì sưu tầm không. Đây có một cái kia chi long này. Chi long Hà Nam này. Một cái chi long Hà Nam này, em cầm máy cho anh xé nào.
có một cái kỳ chi long Hà Nam này, rễ rất là khỏe luôn. Kỳ chi long này em bán 250.000. Đây cô chú anh chị nhá, hoa chi long đây, hoa đã nở tại nhà em rồi. Bông rất là đẹp luôn, nhưng mà đây em lấy cái hình ảnh cái giỏ mẹ để cho cô chú anh chị xem để biết cỡ hoa nó sai như nào. Còn hoa này, chi long này đã nở tại nhà em rồi. Đây kỳ đây. Đó, kỳ rất là khỏe luôn. Tách thân mẹ 250.000 nhá. Đơn này là đơn số 7 à. Rồi em cứ đi vòng vòng vườn, có cái gì thì bán cái đó thôi. À, đây có một cái kỳ của dòng nối ngọn này. Đây có một cái kỳ của dòng nối ngọn Xuân Sơn này. Em cắt cái kỳ này xuống. Đây có một cái kỳ nối ngọn Xuân Sơn này. Kỳ này em chưa có mặt hoa nhá. Kỳ này chưa có mặt hoa nhá. Cả chậu nó đang còn nối ngọn này. Đó, những cái kỳ này nó ngắn hơn nên là nó yếu hơn nên nó không đi được ngọn. Còn đây, tất cả đang còn đi ngọn hết này. Đó, kỳ này cắt kỳ này xuống để cho cô chú anh chị là 200.000 nhá. 200.000 đơn số 8. 200.000 đơn số 8 luôn. Cắt cái kỳ này rồi. Cắt sâu sâu vào rồi thêm tí mắt ngủ vào. Cẩn thận cái đứt rễ. Đó. À. Đây nhá cả nhà. Ai ui vợ cắt thoáng thế. Đó, 200. Đơn số 8 đúng không? Vợ em cắt khá là thoáng đấy cô chú anh chị ạ. Ồ. Cái chậu này hôm qua em đã nhìn thấy có kỳ này. Em cắt nốt dây kia xuống. Đây là chậu gái hư Tuyên Quang. Cắt nốt cái dây kia xuống. Đó. Ngược tay thế là thế nào nhỉ? Đứng ngược gió. Đấy. Ok. Một dây này. Đây một dây nữa là hai này. Rồi đây, mang ra đây cắt chia cho cô chú anh chị. Gái hư Tuyên Quang nha. Ngồi chỗ man man thẳng nắng quá. Rồi ok, đây hoa đây nha mọi người nha. Hoa đây. Bông đây ạ. Đây mọi người nhìn thấy không, nở tại giò này. Cái giò to này lúc đấy em lấy về là em thay giá thể, em úp ngược lộn ngược quay lại thì bông nó đây, bông gái hư Tuyên Quang, bông rất là bay cong vút luôn đó. Một số anh chị thấy chưa đó. Đây đây em sẽ có mấy cái kỳ này, kỳ cắt ở trên thân được thì chia sẻ với cô chú anh chị nha. Rồi đây em chia sẻ với cô chú anh chị này. Em cắt cho anh hai kỳ đầu tiên này để giá là 300. Bỏ hẳn cái giấy đi, cắt thế vào dễ, đưa đây anh cắt cho này, cầm điện. Rồi hai kỳ này 300, vợ em cắt vụng lắm, nói chung là không biết cắt người ta cắt ở giữa đốt, nhưng mà cắt gần đứt thôi, cắt gần đứt thôi, xong cầm bẻ ngược lại cái này là gãy đó. Hai kỳ này 300 dễ rất là khỏe rồi. Đơn này số 9 à? Vâng. Rồi ok, đơn số 9 là 300 này. Đơn số 10. Số 10 hai kỳ, cắt hai kỳ một đi nhá. Ủa. Số 10 này. Đó, mình cắt gần đứt thôi. Cắt gần đứt thôi xong mình bẻ ngược. Ngược lại một cái là nó sẽ đứt. Nếu mà nó chưa đứt thì lại cắt thêm một tí nữa, cắt nó gần sát đứt. Đó. Rồi hai kỳ này là 350 nha, hai kỳ này to hơn, số 10 là 350 này, 10 là 350 này. Ở đây còn hai kỳ số 11 này rất là to. Ồ, cái kia này em vừa nãy quẹt con dao lên xem mà nó bị xước mất ít lá. Hai kia này rất là to. Thì ở hai kia này em sẽ chia làm đôi ra bán nhá. Rồi cô chú anh chị dễ mua này. Hai kia này thì em bán thôi 200.000 một kia đấy. Làm vụng thế chứ này. Hai kia này là 300 một kia nhá, số 11 và số 12 là 300 một kia. À quên, em xin lỗi. Số 11 này và số 12 này là em nhầm 200. Số 11 này. Số 11 này là 200 này. Số 12 này 200 nữa này. 200 nữa này. Đó. Ừ. Rồi, số 12 đúng không? Bây giờ 13. 13 này. 13 này. 13 này. Hai kỳ này. Kỳ này khá đẹp rồi này. Kỳ này bắt đầu bắn rễ này.
Hai kg này 350.000 nhá. Hai kg này 350.000. Số 13 đúng không? Là 350. 350. Số 14 này. Số 14 ở đây. Em cắt một cái ra. Rồi, số 14 này, kg này 150 này. 14 150 nhá. 15 còn hai kg này 350.000 luôn. Vì một kg to và một kg nó cũng vừa vừa nhưng mà nó chưa ra rễ, cái này bắt đầu bắn rễ. Còn cái to này nó nhiều rễ rồi thì hai cái mọi người trồng thì nó sẽ nuôi lẫn nhau nhá. Số 15 này là 350 này. 15 này. 350 này. Ok. Rồi bây giờ sẽ chuyển sang con mít nhá. Đây cô chú anh chị nhìn này. Đây là một cái cây ở quả dừa cứ đặt đấy. Ở quả dừa, cô chú anh chị nhìn thấy quả dừa chưa? Rồi đây, bản lá năm ngoái này, cây mẹ năm ngoái này, năm vừa rồi nó rụng lá đấy, nó rụng hết lá rồi. Đây lá nó này, cô chú anh chị nhìn nha. Con này con mít của Tuyên Quang này, dây kia này em cắt xuống trồng ở kia rồi kìa, đó, trồng ở kia rồi kìa. Đó, dây kia này thì cắt từ năm ngoái này, đấy, đầy lá nó này, rất là tròn luôn, không to nhưng mà cực kỳ tròn. Lá nó cực kỳ tròn mọi người ạ. Nó không to nhưng lá nó cực kỳ tròn. Năm nay em để sen nó chén hết mầm gốc rồi. Đấy hình ảnh cây mẹ nhá. Còn đây là cái ki ở trên thân. Thì cũng chia sẻ cô chú anh chị luôn. Thì ở đây nó là một dòng mít của Tuyên Quang. Nhưng mà con này thì nó đang được, nó đang có nụ. Đó, đang có nụ. Tại vì vườn em chẳng có gì bán cả. Thế rồi lôi. Nó đang nụ thì lôi ra để bán cho cô chú anh chị. Nụ tím lịm này. Nụ tím lịm này. Đó, thì lôi ra bán cho cô chú anh chị. Đây. Kỳ 51 thì nó chưa được đạt. Đây cây 52 em nuôi đây. Cây 52 em nuôi đây, bản lá nó cũng chưa được đẹp lắm. Nhưng mà cây này bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi là lá rất là đẹp nha. Đây này. Đó, cô chú anh chị nhìn là lá gốc của 52 là đã khá là tròn, khá là đẹp rồi. Đây. Đây. Đó, lá gốc của 52 khá là tròn là đẹp rồi. Là cái này nó phải lên 53. Thì con kia dòng này nó mới đẹp được. Thì đây, cái quả dừa em vừa cho mọi người, quả dừa vẫn còn nguyên. Rồi, đây em chia sẻ với cô chú anh chị nha. Rồi, đây. Cái này thì nó lại ra kia ở dưới gốc nên là em phải xé kia nhá, xé kia bán cho cô chú anh chị nha. Đây, rễ rất là khỏe. Này, cô chú anh chị nhìn cái lá của nó này. Ngọn đang mở rất là kinh khủng luôn. Kia này em bán mít bắt đầu từ số 16 luôn. Rồi. Con này em bán với giá là 550 khi này. Đó, số 16 550. Rồi kỳ đấy nó phải mười mấy sen rồi. Đó, rất là to nhá. Số 16 này. Rồi số 17 một kỳ to nữa. Rồi, số 17 này, cô chú anh chị nhìn cái lá này. Cô chú anh chị nhìn cái lá này, lấy nét chuẩn nhá. Lấy nét chuẩn để cho mọi người nhìn nha. Kỳ này nó phải dài mười mấy cm rồi. Cũng như kỳ trước. Số 17 này, cũng 550.000. 550. Được chưa? Kỳ này. Đấy, đặt cái bút lông ở đây là cô chú anh chị nhìn là sẽ biết độ dài đúng không ạ? Có cái dẹp đây này. Rồi, số 18 này. Nó bọc mấy cái to trước này. Số 18 này. Đây số 18 này. Rất là dài, kia này cũng phải tầm 10 cm. Đấy, số 18 này. Số 18 này em bán 450. 450. Được chưa ạ? Rồi, số 19 này. Số 19 này, rễ rất là đẹp, kia rất là khỏe. Con này cũng 450. 450. Có 20 này. 20 này, cắt đây, con này phải cắt bỏ dây đã. Để nó bám vào đây. Số 20 này. Số 20 này là 500 nhá. Số 20 này dài hơn số 19 và số 18 và lại ngắn hơn số 17 và số 16. Thì con này nó nằm ở đoạn giữa thì em bán con này 500. 20 80.
là 500 này. Đấy. 21. Đây. 21 này. Làm luôn hai cái đi. 22 này. Đấy hai cái. Mỗi cái 450.000. 21 và 22 là 450 nhá. 450. Như thêm số 22 ở đây anh. Cộng 22. Cộng 22. Đấy, 21 và 22 là 450.000. Hai đơn này nó như nhau. Nên là đơn nào cũng được. Rồi, xem nào. Còn con nào cũng đây. Một cái nữa này, 23 này, cái này dễ hơi ngắn. Xem nào con cái nào nữa không. Ồ, cái này dễ hơi ngắn. Cái này 23. 23 này em bán 350. 3 50. Đấy, 23. Này, cô chú anh chị nhìn cái lá này. Nhìn cái lá là thấy sướng rồi. Thế còn hoa thì bây giờ nó để em quay tiếp. Hoa thì bây giờ nó đang có nụ ở trên này. Đấy, nó đang nụ này. Đấy, nó còn 1, 2, 3, 4 cái kỳ này nó hơi nhỏ. Thì em tạm thời em để lại đã nha. Đấy, em bảo rồi, nhà có gì em chia sẻ cái đấy. Cứ nhà có gì em chia sẻ cái đấy. Đây, còn kỳ đây, trên thân này. Thì nó cứ có kỳ đến đâu em sẽ chia sẻ đến đấy. Cứ cái gì bán được thì em sẽ bán cho cô chú anh chị, chia sẻ cho cô chú anh chị. Đây là một dòng phi 21 mà lá thì kinh khủng luôn. Vì năm nay em không chăm được nên nó không đẹp. Thân nó không to. Nó không ra hoa luôn. 2 năm liền, năm nay em đầy nó. À đây có hoa rồi cô chú anh chị ạ. Cây này có năm, cây này năm nay có hoa rồi. Đấy, nở hoa em bán nha. 2 năm rồi đấy. Em đợi đúng 2 năm rồi, năm nay bắt đầu có hoa đây này. Năm nay em đầy nó, năm nay có hoa này. Còn những năm trước cứ chịu khó chăm mà không có hoa. Năm nay đầy luôn. Đầy luôn thì lại bắt đầu em thấy ra hoa rồi. Nhìn mãi hôm nay mới nhìn thấy hoa đây rồi. Đấy. Đầy mãi thì hôm nay cuối cùng có hoa. Đây là dòng lá khủng khiếp luôn của Hòa Bình. Đây này. Kỳ này. Bị sên ăn hết mầm gốc rồi. Đầy sên ăn hết mầm gốc rồi. Còn nguyên có kỳ thôi. Đấy nên là kỳ rất là lực. Rồi. Thì cái video hôm nay của em có vài cái đơn hàng như vậy. Em để lên thì cô chú anh chị nào chốt được cái đơn nào thì alo em qua cái đơn đó cho em nhé. Đây là dòng mít ông ngoại. Mít này mua của ông ngoại nên em gọi luôn là mít ông ngoại. Đấy, nói dành cô chú anh chị là như vậy. Mua của ông ngoại nên là gọi luôn là mít ông ngoại. Đấy. Đây, bản lá rất là đẹp. Con này hết kỳ rồi, không còn kỳ để chia sẻ nữa. Đây, lá rất dày luôn. À, rất dày và rất là gần luôn. Giò này nó thân nó dài đến 2m4. Đây còn hai thân ngắn nhất. Thì con này lúc nào mà có kỳ thì em sẽ chia sẻ cho mọi người. Còn đây còn một con mít nữa này. Con mít này thì lại mít ông nội. Đấy, con này con mít ông nội. Rồi người ta mít bá vương, mít bá chảo, rồi mít bá thúng, rồi mít bá ni em, mít ông nội, mít ông ngoại cho hay nhá. Đấy. Người ta bá vương, bá chảo, bá nồi, bá thúng, bá nia, bá nong, bá rồi gì đủ các kiểu bá. Thôi em ông nội, ông ngoại dễ gần. Đúng không ạ? Đây hoa đây. Đấy, hoa đây. Thì có kỳ em cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và đã ủng hộ em. Suốt thời gian qua cô chú anh chị xem qua video thì cho em một nút like, một nút đăng ký kênh. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video sau.